chào tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Many. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình hôm nay review một chút khung cảnh của gia đình nhà bạn Masinu. Đây là các con bạn ấy. Không biết là bạn ấy vừa đi đâu và đi cầm được quả chuối về phát cho các con mỗi người một quả. Masushi. Chào mọi người, Xin chào tất cả các bạn, xin chào là Masushi. Masushi tao vâng. Hiện tại thì bây giờ là buổi sáng sớm. Gia đình các bạn bắt đầu là đang cuốc vườn rồi, cuốc ở ngoài vườn rồi. Buổi sáng ra thì mọi người có người đi ra cuốc và có người thì sẽ nấu thức ăn. Qua đây thì mình cũng xin chào tất cả các bạn. Ở ngoài vườn này thì Lan Đù đang cuốc. Thì gia đình nhà bạn ấy chia việc ra, Lan Đù thì sẽ cuốc ở đây, cuốc hết khu này. Rất là rộng, chỗ này của nhà bạn Masinu cũng phải được mấy sào ấy. Từ 2 đến 3 sào các bạn. Ở bên này thì chưa biết được, mình chưa tính được là trồng cái gì. Lan Đù bạn cũng làm rất là đẹp, bạn cuốc xong rồi bạn ấy cuốc hết xung quanh rất là đẹp. Ở đây rất là nhiều gà. Bạn ấy cuốc hết bên này xong rồi bạn sẽ chuyển sang bên này. Củ đậu. Hôm nay bạn Lan Đù bắt đầu làm, hôm qua ốm. Hôm qua ốm cả ngày không làm được. Hôm qua có bạn Masinu thì bạn ấy đi buổi chiều cũng rất là bận. Công việc thì ngày nào cũng vậy. Xin bung điệp bài. Tá bom. Zai comprar de vino. É, tarifa. Ela entende. E comprar de moto e com pé. Com pé. Pero curata em o que? Aqui quem para tá aqui? Masushi sơ, cháu Masushi là trồng một cây cà đây. Trồng một cây cà đây, nó mẹ. Cà. 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 C. 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 A. C. A. V. A. Cà. Cà. C. Sai. Còn cháu Fernanda. Hello, tên cháu là Fernanda. Fernanda, con mẹ kể. Cháu ăn cái gì? Peixe, cá. Ovo, sai peixe. Bom, sozinho. Não dá ninguém. Já dá eu. Já dá você. Đây là cá canh đà. Nenê. Nenê. Cháu ai không biết là ai cho một miếng cá thế là cháu mang rán ăn. Có cả trứng nữa. Ăn rất là ngon miệng. Đang chia cho em. Thế cháu ăn gì? Con mẹ kể. Arroz. Arroz. Vừa chắc là bạn Maria đưa cho một ít cơm và ăn. Mini, cô gì nhà kể? Fun. Funch. Ok. Tony Fan não come funch. Eu come. Hoje come aqui. Sim. Sim. À, đây là công tác của cháu Mini là chuẩn bị sẽ nấu phun ăn. Mẹ
do think we comprar a peixe? Còn cháu Lan Đù thì dùng một cái que xong rồi là buộc vào cái gậy. Buộc vào cái gậy xong rồi là cháu nghịch cáiu. Nó cáiu. Chú Đa Đù. Chỗ này là từ năm ngoái là mình có cái chanh bị đổ mình phạt đi, thì năm nay là chanh bắt đầu lên rồi. Chanh ở vườn nhà bạn Marcelino đã lên rồi. Ok. Mete na panela. Panela cozinha como, Léo? Cozinhar, ele faz assim. Primeiro você pisa assim. Primeiro colhe. Porque isso vem do pau. Sim. Então, naquilo, quando ela colher... Como que? Não, eu falo cozinhar como que? O cozinhar esse, pode bom. Ser com peixe ou assim sempre. Sempre. E com okay. Uma mamba de dente. Ok. É bom. Então, valeu. Sim, muito bonito. Muito bonito. E nós estamos ajudar a avó, tá aqui a nossa avó. É. Sim. Porque essa é a nossa cultura que nós precisamos da nossa terra. Đây toàn bộ những lá sắn các bạn nhé, là người dân phải giã ra để nấu cho nó mềm. Nó có chất dinh dưỡng, người dân thì thường sẽ nấu mấy cá và nấu mấy quả cọ dừa. Essa ở đây là người dân là không có rau, là thường là rau chính của họ là lá sắn. Người dân châu Phi là vậy, tại vì ở đây nó không có mưa nhiều. Chỉ mưa có từ 3 đến 4 năm tháng thôi là mưa. Nên là người dân rất là trồng rau rất là khó, như mình trồng thử nghiệm ở ngoài kia cho các bạn ấy. Các bạn như ở xóm suối có hai gia đình xóm suối, mình cũng hướng dẫn các bạn ấy trồng rau mới có rau ăn thôi, chứ thực chất là người dân ở đây là thường là người ta sẽ ăn lá sắn vì không trồng được rau. Vai ver tudo, né? Vai buscar sua colher, vai comida. Tem comida, vi aqui, assim. Bom. Bom, bonito. Đây là lá sắn đã được giã ra. Thường thì người dân sẽ sử dụng để nấu cá hoặc là nấu với dầu cọ. Dầu của cái cọ các bạn. Có bún đang chậm mày. Rau select của các bạn ấy cũng đã được ăn rồi. Bây giờ các bạn ấy sẽ thường xuyên các bạn ăn rau select rất là quen. Cả hành nữa. Còn ở đây thì là bạn Phao Tù đang luộc khoai. Còn bên này là con của bạn Maria và con của bạn Gia. Vicky. Cháu đang làm đỏ rồi đấy. Se vou lá comer, cozinhar como?
comer salada? Sim, fazer salada. Comer com batata. Salada? Sim. Salada comer com batata, bom? Bom. Sim. Bom. Comandante. Comer comandante. Eu não mando desligar o barzinho. Eu tô nem. Às vezes eu admiro. Vem aquele junto. Vamos sacar essa cacete, vai? Essa cacete aqui. Eu também quero viver feliz. Cháu Lan, cháu Phê Lan Đà lại tiếp tục lướng cá. À khi canh come có bay gì? Con dê bạn nhà bạn Ma xin đủ phải trói trong này để cho nó tránh ra ngoài, nó không phá sắn của người dân. Đây là bữa cơm trưa của các bạn ấy. Là các bạn sẽ ăn đơn giản như vậy. Rau thì là rau xà lách. Các bạn ấy trần qua để ăn. Thế các bạn sẽ làm salad ăn. Khoai. Você nunca comeu comida, Maria? Se bola entra como? Cortar. Cortar. Nay thì mình review một chút qua khung cảnh của các bạn ấy, là vào buổi trưa là các bạn ấy sẽ làm gì. Buổi trưa là sáng sớm các bạn ấy đã đi làm về rồi. Bạn Ma Ti Nhù thì đã đi chặt gỗ về. Còn Phao Tù thì bạn ấy cũng đã vừa mới đi cuốc đất ở kia, ở chỗ cuốc đất ở chỗ ruộng nhà bạn Maria về. Còn hàng xóm của bạn ấy thì từ trên phố về đây. Còn bạn Maria cũng sáng nay cũng đã cuốc đất xong. Còn hôm nay video của mình đến đây kết thúc. Hẹn mọi người video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của tôi Phong. Cả bạn Nan Đù nữa. Bạn Nan Đù thì sáng nay cũng đã cuốc đất của khu nhà bạn ấy. Chuẩn bị mùa mưa, chuẩn bị đón vụ mới thì mọi người cũng rất là hăng hái.